Okay, chào các bạn, và đây là bé Việt. Thì sau những cái cú tạch lô vừa rồi thì cuối cùng mình cũng đã tìm thêm được một hang nữa. Đà Lạt ơi, thật là không biết nói sao luôn. Ok, mình tìm được hang nữa và mình mong là mong là sẽ có cái gì đó. Thì hiện tại bây giờ là khách du lịch á đang đi bên ngoài đường rất là nhiều các bạn. Bên ngoài đường rất là nhiều. Và họ nhìn mình với một cái ánh mắt, không biết cái thằng ngáo kia nó đang làm cái gì, nó đang đào cái gì vậy ta. Đó, họ đang hổ như vậy đó. Mình chắc chắn luôn, tại vì hầu như ai đi qua đây cũng giảm tóc hết. Giảm tóc sau đó nhìn mình. Mà không sao, chúng ta là những thanh niên cứng. Bây giờ mình không quan tâm tới chuyện đó nữa, mà mình chỉ quan tâm làm sao mà đào được nó ra thôi. Và đừng có tạch lô nữa. Hồi nãy giờ là một con thì làm trong cái rễ cây bị hư, một con thì làm trong cái ổ mối. Không, hai con chứ nhở, hai con. Sự là mình cũng khá là ức á, mình khá là ức chế đó. Tại vì thực sự là cái cảm giác mà các bạn biết nó, bạn khi bạn thấy được một cái hang nhện to, các bạn rất là hào hứng, các bạn đào, các bạn mong là ok, mình sẽ có được một cái thành quả, mình sắp có được một con nhện rồi. Thì bỗng nhiên chúng ta đào tới một cái hang mối, mà cái hang mối thì nó, các bạn biết rồi đó, cái này cũng khó nha. Có một hang đây và một hang đây các bạn, hai hang luôn. Mình mong là ông trời sẽ thương cho mình một con nhện. Mình nghe mùi gì ta? Đất rồi đá. Mình đi từ rất là sớm, sáng sớm là mình đã bắt đầu chạy rồi, để mình tranh thủ thời gian. Tại vì các bạn cũng biết đó, từ nãy giờ là hầu như là mình đều tạch hết, không có được con nhện nào to hết. Hầu như là vậy. Mà may là mình đã đi sớm rồi, cho nên mình muốn gọi là tranh thủ, gọi là tranh thủ tối đa. Ở nếu các bạn nào lên Đà Lạt chơi với gia đình mà các bạn sợ không có xe để đi riêng á, thì các bạn cứ yên tâm, Đà Lạt có cho thuê xe nha. Như giá cũng hơi cao á. Bà nội cha nó. Xin lỗi các bạn, mình chưa thấy. Trời ơi, nó sâu. Má ơi, cái gì vậy? Lại một lần nữa hả? Trời ơi. Ồ, cái này, trong này có nhiều xác của mấy con mồi mà nó ăn các bạn, nhiều lắm. Ui ui, nó ra kìa, nó ra kìa. Hú hồn hà. Ui ui, bạn thấy không? Mình sợ nó phóng ra thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, giờ mình sẽ lấy cục đá mà mình chèn ở trên này lại, để cho nó không có chạy lên. Đó. Ok, giờ mình sẽ khiêu nó ra và cho các bạn xem. Ra đi baby. Baby. Bạn thấy à? Ok. Và đó là tất cả những gì. Các bạn thấy không? Mình nói đúng không? Mình mà không chèn cho cái cục đó là chắc chắn nó sẽ trèo và nó chui vô. Đó thành quả sau khoảng 4-5 lần tạch lô gì đó. Và đó là những gì mà mình vớt giác được. Ra đi con. Đó, đây là đây là cái đường hang, đây là cái hang của nó để nó ở nè. Ui ui, xuống. Đó, đó là cái hang của nó để nó ở. Nó ăn ở trong này. Còn đây là cái đường hang mà để nó trú ẩn. Là giống như kiểu là đây là cái toilet của nó nè. Nhện nó cũng có nha các bạn, khi các bạn đào á, các bạn hay thấy là thường thường á, khi đều hang từ đây tới đây đúng không? Dù tới đây là hết. Dù tới đây là hết đúng không?
thì ở giữa giữa này nó hay có một cái bụng vô, chỗ đó nó để phân, là nó hay trốn dưới này đó, hay lắm. Ok, giờ thì mình sẽ bắt nó ra. Ngại thì chứ, nãy giờ quá trời người nhìn luôn. Mình cũng không có đem theo nhiều hũ cho lắm, mình chỉ đem theo hai cái thôi, mà một cái thì đựng nắm mất tiêu rồi, một cái thì mình lấy mình đựng nhện. Tại vì thật sự là mình muốn bắt là bắt mấy con nhện to á, để quay clip cho các bạn nó mới hấp dẫn. Ok, mình sẽ để ra đây, sau đó mình sẽ khiêu nó ra đã. Chuyện đâu còn có đó các bạn. Ủa, nó đâu rồi? Thấy mẹ rồi, nó chạy trốn nó rồi. Không lẽ nó còn một cái hang nữa? Ui đây bạn ơi, chu cha, ở đây còn một cái lỗ nữa nè. Đó, bạn thấy cái chân của nó không? Vậy tới nọ là nó thông. Con này địa đạo dữ ta. Ok, mình sẽ chọt ở đây cho nó chạy ra. Ra đi baby, ra đi cưng. Đâu rồi? Lẽ con lỗ nữa hả trời? Cái này khi đào một con nhện á, không phải là cứ đào là thấy nó đâu các bạn. Tại vì nhiều khi nó, bạn có thể nhìn thấy không, nó rất là nhiều lỗ luôn, hai ba cái. Nhà như cái địa đạo Củ Chi á, giờ thì mình sẽ khiêu cho nó ra. Ok, bây giờ nó đã ra ngoài rồi, rất là to rồi, để mình